Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban công tác đại biểu thông tin, dự kiến tại ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 8 vào ngày mai 21 tháng 10, Quốc hội sẽ tiến hành bầu chủ tịch nước. Chiều nay ngày 20 tháng 10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Một nội dung rất được quan tâm tại kỳ họp này là Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền Vậy chức danh nào sẽ được Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp này và khi nào tiến hành công tác nhân sự, báo chí đã đặt câu hỏi. Trả lời, bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội cho biết, Tại phiên họp chủ bị, sáng mai ngày 21 tháng 10, Quốc hội sẽ xem xét các nội dung dự kiến trình kỳ họp và xem xét thông qua chương trình kỳ họp. Trong đó, nội dung về công tác nhân sự sẽ được xem xét thông qua trong chương trình chính thức của kỳ họp. Dự kiến tại ngày họp đầu tiên của kỳ họp thứ 8 ngày 21 tháng 10, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình nhân sự đối với chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, bà Hải nêu rõ. Về nhân sự bầu Chủ tịch nước, bà Hải cho biết sẽ thực hiện theo đúng nguyên tắc đảng cử dân bầu. Vừa qua, tại Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự đủ điều kiện và sẽ trình Quốc hội bầu giữ chức chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Liên quan tới tất cả các nhân sự thuộc thẩm quyền, chúng tôi sẽ thực hiện theo các quy định của pháp luật. Trong chương trình đã bố trí thời gian để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội, bà Hải nói thêm, cũng tại buổi họp báo, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn thông tin, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể vào ngày 21 tháng 10, dự kiến bế mạc vào sáng ngày 30 tháng 11 năm 2024. Kỳ họp được tiến hành theo hai đợt, đợt 1 từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 13 tháng 11, đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến sáng ngày 30 tháng 11 năm 2024, trong đó Quốc hội sẽ làm việc 4 ngày thứ bảy, dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 29,5 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội và một số vấn đề quan trọng khác. Cụ thể tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật, 3 nghị quyết quy phạm pháp luật. Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến 13 dự án luật. Về xem xét quyết định các vấn đề quan trọng khác Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước, phương án bổ sung ngân sách trung ương năm 2025. Cùng với đó, xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xem xét báo cáo của đoàn giám sát và xem xét thông qua nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Quốc hội cũng xem xét quyết định thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 chiều 20 tháng 10, ông Vũ Minh Tuấn, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến luật nhà giáo. Theo tờ trình của chính phủ, xây dựng luật nhà giáo nhằm thể chế hóa đầy đủ kịp thời đường lối chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước về nhà giáo, nhất là quan điểm phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục xây dựng luật nhà giáo cũng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ thống nhất toàn diện nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện mục tiêu trọng tâm xuyên suốt là xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng tốt về chất lượng đồng thời tôn vinh nhà giáo và tạo động lực cho người dạy học tạo điều kiện để nhà giáo yên tâm công tác yêu nghề tâm huyết và trách nhiệm với nghề góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục Dự án luật nhà giáo cụ thể hóa 5 chính sách trong đề nghị xây dựng luật đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 95 ngày 7 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ, bao gồm định danh nhà giáo, tiêu chuẩn và chức danh nhà giáo, tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo, quản lý nhà nước về nhà giáo. Sự thảo luật nhà giáo gồm 9 chương 71 điều, quan điểm khi xây dựng luật nhà giáo gồm Thứ nhất, tiếp tục thể chế hóa đầy đủ kịp thời các quan điểm đường lối chính sách của Đảng về nhà giáo, nhất là thể chế hóa một trong ba đột phá chiến lược được nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thứ nhất, cụ thể hóa và đảm bảo sự thống nhất với các quy định của pháp luật, nhất là quy định tại điều 61 của việc phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục. Thứ ba, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật, kế thừa và phát triển các quy định của một số luật hiện hành liên quan đến nhà giáo và quy định thống nhất tại luật này, đồng thời bổ sung các quy định nhằm khắc phục những vướng mắc, khoảng trống của pháp luật hiện hành liên quan đến vấn đề nhà giáo qua đó kiến tạo môi trường pháp lý đầy đủ toàn diện và đồng bộ nhằm thuận lợi để xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế phát triển giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa xã hội hóa. Thứ tư, kiến tạo một số chính sách mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của đội ngũ nhà giáo, trong đó tập trung vào các quy định nhằm chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo tinh thần nghị quyết số 29 của Đảng và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, sự phát triển của giáo dục khoa học công nghệ trên thế giới, nhất là trí tuệ nhân tạo để thực hiện một trong ba đột phá chiến lược là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ năm, đảm bảo sự phù hợp với các điều ước quốc tế, các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, tham khảo tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của một số nước trên thế giới có quy định của pháp luật về nhà giáo. Đáng chú ý, về công tác lập pháp tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật, trong đó có luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật phòng không nhân dân. Theo đó, 15 luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 này, gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật phòng không nhân dân, luật công chứng sửa đổi, luật công đoàn sửa đổi, luật di sản văn hóa sửa đổi, luật địa chất và khoáng sản, luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luật quy hoạch đô thị và nông thôn, luật tư pháp người chưa thành niên, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch luật đầu tư luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán luật kế toán luật kiểm toán độc lập và luật ngân sách nhà nước luật quản lý sử dụng tài sản công luật quản lý thuế và luật dự trữ quốc gia Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về 13 dự án luật như Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Dữ liệu, Luật Điện lực sửa đổi, Luật Đầu tư công sửa đổi, Luật Hóa chất sửa đổi, Luật Nhà giáo, Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, Luật Việc làm sửa đổi.